Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động thể thao trên kênh truyền hình VOV TV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chuyến tập huấn tại Trung tâm Thể thao Paju, Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2018, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập đầu tiên gặp đội bóng đang chơi ở K-League là Incheon United. Trước khi thi đấu trận giao hữu đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam đã trải qua ngày thứ 5 tập luyện ở Trung tâm bóng đá quốc gia Paju. Đội tuyển Việt Nam tập trung vào các bài di chuyển, phối hợp nhóm nhỏ, thích ứng với chiến thuật mà huấn luyện viên Park Hang-seo đề ra. Trận giao hữu với Incheon United nhằm ráp nối các chi tiết và là một trong ba trận đấu then chốt để huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự lựa chọn ra 23 cái tên tốt nhất hướng tới AFF Suzuki Cup 2018. Hai trận giao hữu còn lại của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập huấn này là gặp Seoul FC ngày 25 tháng 10 và một câu lạc bộ thuộc K-League 2 là Seoul Island FC ngày 29 tháng 10. Chiều nay đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với U19 Australia trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U19 châu Á 2018 và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã làm tất cả những gì có thể để lên dây cót tinh thần cho các học trò. Sau khi để thua ngược U19 Jordan ở trận mở màn giải U19 châu Á, cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam đã hẹp dần. Trên thực tế, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn còn quyền tự quyết. Nhưng trước hai đối thủ là U19 Australia và U19 Hàn Quốc, thử thách đối với tuyển U19 Việt Nam là cực kỳ lớn. Nếu như U19 Việt Nam vẫn chưa có được điểm nào sau lượt trận ra quân, thì U19 Australia đang có cùng một điểm như U19 Hàn Quốc, xếp sau U19 Jordan tại bảng C. Ngay sau cuộc quyết đấu giữa Việt Nam và Australia, trong trận đấu còn lại của bảng C vào buổi tối, đội đầu bảng U19 Jordan sẽ đối đầu với U19 Hàn Quốc. Sáng ngày hôm qua tại Hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra giải chạy marathon quốc tế Di sản Hà Nội, thu hút hơn 2.500 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên tham gia tranh tài. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Báo Đại biểu Nhân dân, kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng thủ đô, nhằm phát triển phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe cho mọi tầng lớp người dân Việt Nam, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế. Tham dự giải chạy này thì nó cũng rèn cho mình đức tính là kỷ luật với bản thân, thì nó cũng giúp mình hoàn thành tốt những công việc. Mình đã chinh phục được bản thân vì đã vượt qua kỷ lục cá nhân của mình. Lộ trình của giải năm nay đưa các vận động viên và người hâm mộ đi qua các tuyến đường, các địa điểm, các công trình kiến trúc gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thủ đô Hà Nội, thành phố của văn hóa và di sản. Với mình bây giờ là mình cảm thấy là mình đã có một trải nghiệm tuyệt vời trên con đường phố cổ với 42 km trải dài trên các cái điểm di tích lịch sử của Hà Nội, một trong những cái điểm nổi bật và dấu ấn của giải đấu năm nay. Giải gồm các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Kết thúc các cự ly chạy, tất cả các vận động viên dự giải đều nhận được huy chương từ ban tổ chức như một sự động viên đã vượt qua những giới hạn của bản thân. Thưa quý vị, mới đây tại Tổng cục Thể dục Thể thao đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Thế giới Công nghệ Xanh. Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Thế giới Công nghệ Xanh sẽ tài trợ 200 triệu đồng cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam trong thời hạn 2 năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 tới ngày 1 tháng 11 năm 2020. Số tiền tài trợ này sẽ được sử dụng để trang trải thêm các chi phí cho vận động viên khi tham gia các giải trong và ngoài nước, đầu tư thêm các trang thiết bị chuyên môn và tiền thưởng nóng khi vận động viên và các đoàn đạt thành tích cao. Với việc xuất hiện thêm các nhà tài trợ tham gia đồng hành, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ tin tưởng rằng bóng bàn Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tiến xa hơn. Đây cũng chính là nguồn động viên lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần cho vận động viên an tâm tập luyện và thi đấu, đem về nhiều thành tích cho bóng bàn Việt Nam. Xin được chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế. Trận đấu tâm điểm của bóng đá châu Âu đêm qua rạng sáng nay là trận derby Milano. Inter Milan đã điểm chính xác nên phải đợi đến phút thứ 90. Manchester United và Chelsea đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính và căng thẳng trên sân. Và trên băng ghế chỉ đạo cũng nóng không kém với tình huống Jose Mourinho tranh cãi với một trợ lý của Mauricio Sarri. Với hành động này, rất có thể huấn luyện viên của MU sẽ bị phạt nguội. Liên đoàn bóng đá Anh đang chờ báo cáo của trọng tài về trận đấu giữa Chelsea và Man United cuối tuần qua để xem có nên ra án phạt dành cho huấn luyện viên Jose Mourinho hay không. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã vướng vào một vụ ẩu đả ở cuối trận. Sau bàn thắng muộn của Ross Barkley, trợ lý Marco Ianni bên phía The Blues đã lao ra ăn mừng khiêu khích, khiến Mourinho nổi điên và lao theo định đòi ăn thua đủ. Sau đó, người đặc biệt đã nhận được lời xin lỗi từ Ianni và huấn luyện viên Maurizio Sarri và nói rằng sự việc đã kết thúc.
Tuy nhiên, FA vẫn sẽ chờ để đưa ra quyết định cuối cùng bởi sự cố trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Premier League. Mourinho có hạn chót đến 6 giờ chiều thứ tư theo giờ địa phương để giải trình về sự cố trên trước khi FA có phán quyết cuối cùng. Bất ngờ đã xảy ra trong ngày khai mạc của giải quần vợt WTA Final 2018 diễn ra tại Singapore, khi cả hai tay vợt được xếp hạng cao hơn của nhóm trắng là Caroline Uniacki và Petra Kvitova đều thất bại. Ở ngày khai mạc, cựu số 1 thế giới người Đan Mạch Uniacki phải đối mặt với Carolina Pliskova. Nhà đương kim vô địch đã nhập cuộc không tốt trong set đấu đầu tiên khi để Pliskova giành hai break và để thua trong vánh với tỷ số 2-6. Khởi đầu set 2, tay vợt Đan Mạch tiếp tục mất break và cô gác vợt ở set này ở điểm số 4-6. Như vậy, với chiến thắng 2-0 trước Uniacki sau 1 giờ 32 phút, Pliskova đã có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu lớn cuối cùng trong năm. Ở trận đấu trước đó, cựu vô địch giải đấu này năm 2011 là Kvitova cũng để thua sau hai set đều với tỷ số 3-6 trước Elina Svitolina. Với kết quả này, hai tay vợt xếp hạng cao hơn của nhóm đấu này rơi vào tình thế rất khó khăn và buộc phải nỗ lực hết mình nếu muốn sở hữu một trong hai chiếc vé vào bán kết. Ngày hôm nay, giải đấu tiếp tục thi đấu ở nhóm đỏ với trận đấu hứa hẹn hấp dẫn giữa Naomi Osaka gặp Sloan Stephens. Ngay sau đó sẽ là trận đấu của Angelique Kerber gặp tân binh Kiki Bertens. Thưa quý vị, mới đây Djokovic tuyên bố sẽ không tham dự một trong hai giải ATP 500 ở Basel hoặc Viên trong tuần tới. Như vậy, Nole đã lỡ hẹn sớm xoán ngôi số 1 thế giới của Nadal. Vào tuần tới, hai giải ATP 500 ở Basel Thụy Sĩ và Viên Áo sẽ đồng loạt khởi tranh. Tuy nhiên, tay vợt vừa mới lên ngôi vô địch ở Thượng Hải Master, Novak Djokovic sẽ không tham dự một trong hai giải đấu trên. Điều này có nghĩa là Nadal sẽ ở lại ngôi số 1 thế giới ít nhất một tuần nữa. Thay vào đó, Djokovic đã chọn cách nghỉ ngơi để dồn sức dự Paris Master và ATP Final mới đây. Đây có lẽ là nước cờ khôn ngoan của Nole ở thời điểm này, khi anh vừa cây ải liên tiếp ở các giải đấu lớn như Cincinnati Master, US Open hay Thượng Hải Master. Một tuần nghỉ ngơi sẽ giúp tay vợt người Serbia đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước khi tham dự hai giải đấu quan trọng là Paris Master và ATP Finals. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!